có một cái đồ chơi mới mới gửi ở bên Singapore về, mình thấy cũng là hấp dẫn và một số anh em nói anh Quân ơi review đi. Thì mình cũng chưa có test nhiều nhưng mà mình nói thôi để gửi cho một cái nguyên zin luôn để mà mình tháo ra mình coi. Anh em nhìn ở ngoài thấy giống gì? Đó là cái đèn pin đúng không? Nhưng mà đèn pin bình thường thì nó bán nhiều lắm. Còn cái đồ này nó hơi là hấp dẫn, do đó mình phải review mình mới biết được là nó là cái loại đèn pin gì. Giờ mình tiến hành mình tháo thử ra ha. Tháo ra. Đây. Mắt là mình coi cái catalog nó trước ha. Nó là cái thương hiệu của nó đây là SE Cam. Thì chức năng của nó rất là nhiều chức năng để coi. À, nó có nhiều cái tính năng. Thì mình coi sơ bộ qua cái ở trên từ trên xuống dưới ha. Rồi thì những cái chức năng của nó thì chắc là các bạn cũng khỏi cần coi nhiều ha. Nhưng mà cái đây là có đèn pin, nó có chống nước và ngoài ra thì nó có ghi hình và kết nối bằng wifi qua cái điện thoại của mình. Đơn giản như vậy thôi. Nó là một cái dạng đèn pin mà để đi check-in hoặc là làm nhiều cái chức năng khác mà chúng ta sẽ mở ra coi sau đây. Thì thực ra mình nhìn phía sau nó là mình cũng hiểu được nó có tác dụng gì ha. Nó xài thẻ nhớ SD, micro SD và nó khi mà nó vừa dùng đèn pin và vừa chiếu sáng thì những cái vật thể phía trước nó sẽ được ghi hình lại và nó truyền về cái điện thoại của chúng ta. Cái này mình thấy hay rồi ha. Cái này là đi check-in cũng khá tốt, nhưng mà thực ra mình mới nghĩ ra một cái chức năng rất là hay của nó là các bạn biết làm gì không? Đó là chúng ta dùng cái đèn pin này cho anh em kỹ thuật mà đi gắn camera này, gắn báo trộm hoặc là đi những cái vùng tối á, chúng ta bật đèn pin chúng ta vừa quan sát mà vừa quay được những cái quay lại được luôn, rất là hay đúng không? Tức là nó là một cái dạng giống như camera mà nó có cái chiếu sáng trước cho chúng ta rồi á ha. Thì bây giờ là mình thử coi nó như thế nào ha. À, để mình mở cái này ra. Trong cái này nó kèm theo cái nó thì nó là sẽ có là một cái USB ha, cái USB để mà kết nối với cái cổng của USB này, cổng mới nha, Type-C này ha. Type-C là cổng mới luôn á ha. Rồi, thứ hai là cái dây này chúng ta để cột vô trong cái này để cho chúng ta máng vô cái tay để khỏi rớt. Và ngoài ra thì nó là một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh ha. Để hướng dẫn là cài app rồi như thế nào luôn, nó rất là nhanh chóng ha. Đây hướng dẫn đây và chỉ cần đọc cái này là mình tự sử dụng được rồi, nó rất là nhanh luôn các bạn ha. Thì bây giờ là cái này là mình đã cắm sạc rồi ha. Cái này nó có pin sạc sẵn bên trong và chúng ta dùng cái cổng sạc này chúng ta cắm vô cái sạc điện thoại bình thường, cổng Type-C này ha. À, đây nè, chúng ta cắm vô trong cái điện thoại là chúng ta sạc nó thôi. Và sau khi nó đầy thì chúng ta sẽ sử dụng. Và thời gian sử dụng của pin sạc mình chưa có thử cái thời gian mà lâu nhất là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy cái này là xài nhiều ngày rồi mà nó vẫn chưa có hết. Thứ xài cái thẻ micro SD khoảng chỉ cần 8GB hoặc là 16GB thôi, không cần nhiều, tại vì thực ra cái này á là cái độ phân giải của nó khá là thấp, nó là thuộc phải Vega thôi, người ta chưa có làm độ phân giải HD. Tại vì cái này thực chất là để dùng là chủ yếu là dùng đèn pin mà soi trong mấy cái bom, cái chỗ mà mình đi sửa chữa trong những cái vùng tối á, thì nó quay lại như vậy để nó được lâu, hoặc là trên rừng mình ghi được lâu. Tại vì nếu mà chúng ta đi phượt trong rừng mà nếu mà ghi nhanh mau hết quá thì nó cũng không ổn, tại vì bản chất là để ghi lại hành trình thôi chứ không phải là để làm phim. Nhưng mà mình cũng yêu cầu ở nhà sản xuất là cố gắng là nghiên cứu
là cái camera cái độ phân giải nó cao hơn. À đây nè, mình quay là các bạn thấy đây là cái đèn pin. Còn đây là cái camera ha, cái camera rất là nhỏ luôn chút xíu này nè ha. Thì chúng ta đi, chúng ta vừa làm đèn pin vừa làm đi trong rừng như vậy thì cũng khá là ổn. Hoặc là đi có nhiều chức năng, mà lát nữa mình làm phim xong mình phải úp thêm mấy cái ngoại cảnh ở ngoài vào cho các bạn thấy luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối thử với điện thoại. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái điện thoại lên và chúng ta cài cái app vô ha. Đây, các bạn sẽ thấy cái app là cái SE Cam này, chỉ cần vào trong Google CH Play hoặc là iOS iStore của iOS thì chúng ta đánh cái chữ S Cam vô là nó có ngay, và chúng ta cài về và tải về máy thôi, rất là nhanh ha. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm cái này lên để mở cái này lên trước ha. Để cho cái camera đèn pin này nó phát sóng wifi qua điện thoại thì chúng ta sẽ bật nó lên. À, chúng ta bấm phía sau này nè thì nó sẽ bật đèn pin lên, và khoảng là 16 giây đến 40 giây thì nó sẽ phát cái wifi qua, thì chúng ta sẽ bật qua bên này ha. À, chúng ta để ý thấy ha, đây nè cái chữ Jessicam này nè ha, nè là chúng ta bấm vào, tức là nó đang kết nối với cái camera. Chúng ta chờ một chút xíu ha. Rồi thì nó sẽ đang kết nối giữa cái này, chúng ta nhớ là bật cái này lên một chút xíu là nó có. À đây nè, rồi mình chỉ có kết nối lần này thôi ha. Rồi ha, rồi xong mình thoát ra, xong mình vào lại cái app của nó đây nè, bấm cái app lên. Rồi à, chúng ta thấy là cái đèn pin này nó đã kết nối được rồi ha, đây nè, và nó thấy ở phía trước phải không, đây đúng không đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ thử đi quay một số cái vật thể coi. Đây đó, bây giờ nó kết nối và đây của mình nè thấy không. Rồi nó có ghi âm thanh luôn, và nó để gần cho nó có vòng vòng lập luôn ha. Đây là mình thấy cái mặt của mình luôn nè, thấy không đó, các bạn thấy không. nó chiếu vô đó, quay cái này nè. À, nó có cái đèn nó chiếu giữa cái này luôn ha, độ sáng nó khá là ok, và mình quay theo cái kiểu này được nha, các bạn lưu ý nè. Đó, cầm như thế này là nó quay đứng lên nè ha. À, ví dụ như mình sẽ quay nè vô những chỗ tối ha, và chúng ta có thể quay ở đang thăm dò trong một cái vùng tối đúng không. Đó, chúng ta thò tay vô trong thôi, để cái này vô mà chúng ta thấy ở trong đó, chứ chúng ta không có cần phải dòm cái đầu vô được trong những cái chỗ vị trí mà nó khó thấy chẳng hạn như vậy đúng không. Đó, các bạn thấy hay không ha, và hình nó cũng khá là rõ ha, Vega nhưng mà nó rất là chất lượng. Đây ha, mình thò cái tay vô trong các bạn thấy rồi ha, em quay xa ra em mới thấy được, quay xa ra đi, quay xa ra chút đó, đúng rồi ha. Này, chúng ta đi sửa điện chẳng hạn như vậy đúng không, chúng ta không có đi trên rừng, bây giờ không có rừng ở đây để đi check in thử, thì chúng ta đi sửa điện. Thì ví dụ ở trong này là nó rất là tối và chúng ta không có thò đầu vô được đúng không, thì chúng ta sẽ mở điện thoại lên kết nối với cái này, xong rồi chúng ta thò tay vô thôi là chúng ta sẽ thấy được là ở trong này nó có cái gì này đúng không. Đó, rất là rõ. Anh em mà đi lắp đặt cầm cái đèn pin đi, vừa đi soi mà vừa ghi hình lại để sau này về kiểm tra coi là mình làm như thế nào đúng không, lắp ráp dây điện có đi ổn không, về báo cáo tình hình lại cho sếp. Đó, ví dụ mình thò tay vô nè, hoặc là mình thọ đèn pin vô thôi, mình đâu có cần phải dòm vô, mình dòm vô cũng được, không dòm vô mình nhìn đây mình cũng thấy rồi, anh em thấy không. Đó, đó rất là rõ luôn ha. Rồi ví dụ vậy ha, đây kiểm tra điện, cái này nó ghi hình lại luôn. À rồi, hồi nãy giờ chúng ta chưa có ghi, chúng ta bấm cái này là ghi nè. À, là nó đã đang ghi hình luôn vô trong điện thoại của chúng ta luôn. À, ví dụ như chúng ta chỉ xuống đây nè, đúng không, chỉ đang bị xuống, chúng ta coi ở trong cái hệ thống điện chúng ta sửa chữa thì nó sẽ ghi lại trong máy của mình luôn. Đó, thấy không? Đó, rất là tiện lợi luôn ha. Rồi,
ok đơn giản, nào sáng thì mình chiếu vô thì nó rất là rõ ha. Rồi chúng ta không muốn ghi nữa thì chúng ta bấm stop. Rồi sau đó lên đây mình sẽ biểu diễn tiếp một số chức năng nữa, tạm dừng đi. Rồi thì bây giờ là bắt đầu mình thử coi ở đây nó có những cái tính năng gì ở trong cái điện thoại này ha. Zoom lên. Hồi nãy là cái đèn chớp tắt, còn chúng ta có cái biểu tượng ở đây là tắt cái đèn. Bấm đây các bác, nó tắt ở đây liền ha. Bấm đây bật lại nè, đúng không? Còn chúng ta muốn ngắt kết nối wifi từ đây qua đây á, chúng ta bấm ở đây một cái là nó sẽ ngắt kết nối. Còn ví dụ mình muốn chụp hình một cái vật thể ha. Đây mình để tắt cái đèn đi cho nó dễ chụp ha. Đây. Đúng không? Đây. Thì chúng ta chỉ cần bấm cái snapshot này nè. Đây. Là nó đã chụp cái hình cái này lại, lát nữa mình vô trong gallery mình coi thôi ha. Ví dụ vô cái file này nè. Này nó rất là nhiều file luôn các bạn thấy không? Bấm một cái hồi nãy là mình có quay phim. Thì mình bấm ra mình coi thử nó là cái gì. À, mình bấm mấy cái này thì mình cũng quen rồi. Đây à, hồi nãy nè nó có quay lại nè, đúng không? Đó. Mới hồi nãy mình mới chụp đó, hoặc là đây nè. Bấm play. À là cái chỗ này là cái chỗ hồi nãy mình coi ở trong cái tủ tủ đồ đó. Đúng không? Nó quay quá trời kìa. lúc mà giờ mình phát lại nè, thấy không? Đó. Nói chung là hình ảnh như vậy là cũng ổn rồi, để coi là những cái gì ở trong này thôi chứ không cần thiết là phải chất lượng cao lắm. Rồi một số cái tính năng đơn giản nữa mà các bạn có thể biết, ví dụ như là những cái chức năng này là các bạn biết rồi phải không? Sáng tối hoặc là contrast nè. Ví dụ như cái này là tối nè, bấm tối xuống phải không? Bấm sáng lên nè. Sáng quá luôn nè, không? Đó, để điều chỉnh cái hình ảnh thôi chứ không có gì hết. Còn cái này là tăng giảm cái độ contrast thôi ha. Đây nè, contrast quá à, nó ra như vậy luôn. Rồi, ta chỉnh lại bình thường trở lại ha. Nó đơn giản là như vậy thôi, không có gì phải khó sử dụng hết. Và nếu mà chúng ta không muốn ghi hình nữa thì chúng ta có thể tắt cái đèn pin này đi thôi. Tắt đây thì bên này nó sẽ tắt nè. Ví dụ tắt thử ha. Chúng ta bấm cái đây là bấm nút tắt nè. Ha, bấm tắt xong thì ở đây nó đứng hình luôn rồi ha. Rồi xong thì chúng ta có thể thoát ra thôi là xong. Rồi thì mình mới review sơ bộ một cái đèn pin kim camera dành cho anh em đi check-in hoặc là anh em kỹ thuật để sửa chữa, hoặc là có thể thì chúng ta chưa suy nghĩ ra những cái công năng khác của nó, nhưng mà mình thấy là cũng khá tiện. Chỉ tiếc cái là cái độ phân giải nó là Vega nó chưa có cao lắm, nhưng mà được cái này mất cái kia thì cái này nó ghi hình được rất là lâu. Có thể là ban đầu người ta sản xuất cái máy này, cái này thì nó sản xuất là năm 2021 mà mới đây thôi, cuối năm 2021 thì người ta cũng đã nghĩ là cái này chủ yếu là dùng cho đèn pin để đi du lịch nè, đi đạp xe đạp nè, đi trong rừng nè, rồi anh em kỹ thuật đi sửa chữa vân vân và vân vân, thì nó có thêm một cái camera thì càng tốt, đúng không? Và nó ghi lại những cái hình ảnh để mà về nghiên cứu thôi, chứ chưa có phải là để mà chúng ta về up lên mạng làm những cái đồ bộ phim mà độ phân giải cao. Nhưng mà mình nghĩ là tương lai chắc chắn là sẽ sản xuất ra một cái loại đèn pin mà nó giống như vậy, có thể to hơn hoặc là có thể bằng chừng này, nhưng mà độ phân giải của nó là full HD luôn chắc chắn. Nhưng mà chừng này mình thấy là cũng đủ xài rồi ha. Thì anh em mà muốn tìm hiểu thêm về cái này hoặc là muốn mua như thế nào đó thì cứ liên hệ trong cái kênh YouTube là Aletho Technology Channel á, xemcamera.net, thì mình sẽ hướng dẫn thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.